Một mùa xuân mới đang về, một năm nữa sắp sửa trôi qua. Năm 2022 là một năm khởi động lại tất cả hoạt động, những ấp ủ sau chuỗi ngày chịu nhiều biến động của tình hình dịch bệnh. Hệ thống thú y HiVet cung cấp dịch vụ thú y chất lượng, uy tín và chuyên nghiệp bằng đội ngũ nhân sự yêu thương thú cưng, có chuyên môn cao và tận tâm với công việc. Trong năm vừa qua, hệ thống đã tổ chức nhiều chương trình tri ân dành tặng cho khách hàng. Đặc biệt là chuỗi sự kiện ngày hội HiVet thu hút hàng nghìn lượt khách hàng tham gia. HiVet ngày càng quan tâm nhiều hơn tới sự tương tác của khách hàng bằng nhiều hình thức thu thập ý kiến phản hồi sau khi sử dụng dịch vụ, tổ chức nhiều chương trình offline tại các địa điểm đông đúc dân cư. Tham gia vào hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng như tổ chức tiêm phòng dại miễn phí. Hệ thống triển khai hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách hàng thông qua group cư dân HiVet, nơi các chủ nuôi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc thú cưng. Đào tạo và tự đào tạo là phương tiện cốt lõi tạo nên đội ngũ tuyệt vời của HiVet. Năm 2022, hệ thống đã tưng bừng chào đón dự án HiVet Education, trường đào tạo nghề thú cưng HiVet. Đây là một dự án trọng điểm của hệ thống HiVet, nhằm thực hiện hóa nhiệm vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ của hệ thống, được ấp ủ và chuẩn bị trong suốt 10 năm qua, với sự cố vấn của các giáo sư hàng đầu trong nước và khu vực. Dự án được đánh giá tốt và nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia, đồng nghiệp, triển khai các khóa học chuyên môn hết sức chất lượng, nhận được sự tham gia của đông đảo các học viên. Bên cạnh đó, HiVet chú trọng phát triển phương châm đào tạo và tự đào tạo với chương trình giảng dạy chuyên sâu dành cho đội ngũ thử việc và nhân sự mới lên chính thức. Các khóa học lý thuyết kết hợp thực hành với giáo trình bài bản được dày công chuẩn bị từ các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm tại HiVet. Trong năm vừa qua, hệ thống đã tổ chức 2 kỳ thi sát hạch nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ bác sĩ và đội ngũ chuyên viên spa tại tất cả các cơ sở. Nhìn lại một năm sắp sửa đi qua với những bước chuyển mình đầy mạnh mẽ, những dự án tiên phong mang tầm nhìn của hệ thống thú cưng hàng đầu Việt Nam đã đem lại nhiều thành quả đáng tự hào, lan tỏa hình ảnh thương hiệu của HiVet đến với nhiều khách hàng hơn nữa. Các dự án kết hợp giữa HiVet với các đơn vị tổ chức uy tín như VTC16, VFA tại WCF, International Castle, tăng độ nhận diện bao phủ trên tất cả các kênh truyền thông. Bên cạnh đó, về các hoạt động nội bộ, trong năm qua, hệ thống phát triển hơn với bộ máy tổ chức. Các hoạt động gắn kết nhân sự như du lịch hệ thống, giao lưu thể thao, team building được khởi xướng để tăng tinh thần tập thể, tạo sân chơi ngoài giờ làm việc dành cho các nhân sự. Thách thức không làm chúng ta chùn bước, khó khăn không làm chúng ta sợ hãi, nản lòng. Năm 2023 đang đến, năm mới cho chúng ta cơ hội để HiVet kiên cường hơn, đồng lòng và mạnh mẽ vươn lên. Hệ thống thú y HiVet, uy tín, chất lượng, tiên phong.